Quý vị và các bạn đang xem trên kênh Công giáo Yêu Thương. Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Xuân Thủy xin mến chào cô chú và các anh chị đang trở lại với kênh Công giáo Yêu Thương. Hiện tại Xuân Thủy đang có mặt tại nhà thờ cuối nhà thờ giáo sư Bình Sơn thuộc giáo hạt Bắc Tiền Hải, giáo phận Thái Bình. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5 năm 2024. Thì rất là vinh dự và hạnh phúc có mặt tại đây chia sẻ cho cô chú và các anh chị những hình ảnh tại nhà thờ giáo sư Bình Sơn. Bây giờ Thủy xin chia sẻ một số hình ảnh xung quanh nhà thờ giáo sư Bình Sơn cho cô chú và anh chị cùng xem và hướng về với công trình của nhà thờ giáo sư Bình Sơn đang xây dựng và hoàn thiện. Xin kính chúc tất cả cô chú các anh chị thật nhiều sức khỏe, mọi sự bằng an. Vì thời gian bây giờ nó cũng gần tối rồi, thì bây giờ thì tranh thủ chia sẻ một chút. Ít bữa nữa thì Thủy sẽ quay kỹ hơn cho cô chú và anh chị xem nhé. Mời mọi người cùng đi theo Thủy. Đây là hình ảnh ở khu vực cuối nhà thờ của giáo sư Vinh Sơn. Hiện tại nhà thờ giáo sư Vinh Sơn đang xây tường dậu này. Và đặc biệt là tường dậu thì có ốp đá, ốp gạch và không trát. Còn đây là tượng đài Thánh Vinh An Tê và đền Thánh Vinh An Tê. Còn khu vực bên cánh trái đây thì lễ đài Đức Mẹ và sân bóng đá. Bây giờ Thủy sẽ mời cô chú, anh chị cùng toàn thể mọi người đi tham quan nhà thờ giáo sư Bình Sơn. Hiện tại cũng gần tối rồi nên là Thủy quay bên trong nhà thờ trước rồi Thủy sẽ đi xung quanh nhà thờ sau nhé. Hình ảnh ở cuối nhà thờ rất là đẹp. Đặc biệt là nhà thờ bên ngoài là không xây gạch, không trát luôn. Rất là cầu kỳ và đẹp luôn. Bây giờ... Thủy sẽ tiến vào bên trong. Con xin phép con quay lại. Vừa rồi con quay nó bị hư mất. Hư mất cái video. Vâng, con hư mất cái video. À, cái góc góc kia. Dạ, dạ, vâng. Bây giờ Thủy sẽ lên gian cung thánh chia sẻ trước cho cô chú và anh chị xem nhé. Nhà thờ giáo sư Bình Sơn, một hình ảnh rất là tuyệt vời. Thì sẽ xem cái công tác điện đâu thì bật cho nó sáng nhá, rồi chia sẻ cho mọi người. Không không có phải bật đấy không? Đây đây, ở đây con này. Đó. Hình ảnh thì bật điện lên thì nó nổi lên rất là đẹp luôn này. Tuy nhà thờ chưa có hoàn thiện nên là chưa có xong hết nên là trước mắt là nhìn rất là đẹp đó. Có bức tranh và tượng Chúa Giêsu chịu nạn. Rất là đẹp. Đây thì bật tiếp cái công tác này nữa này. Đấy. Sáng đẹp không? Quá tuyệt vời luôn. À, bên trên cái vòm nhà thờ chỗ gian cung thánh thì vẽ những bức tranh về Chúa, Đức Mẹ cũng như các thánh. Hình ảnh quá tuyệt vời luôn. Đi đi về với chị kìa nhé. Con về chị nhé, để bác quay cho khán giả coi tí nhé. Tượng Chúa chịu nạn đẹp lắm cô chú anh chị ạ. Đây Thủy đang đứng ở trên gian cung thánh này. Chia sẻ một số hình ảnh bên trên gian cung thánh cho cô chú anh chị xem. Cũng may là điện nhà thờ thì cũng đã mới hoàn thiện. Nên là bây giờ quay thì bật lên nó đẹp. Rất là đẹp, nhất là ban ngày mà sớm ấy thì có ánh nắng mặt trời ấy, thì những cái bức tranh của nhà thờ sẽ nổi lên, nhất là cái tranh kính ở đây này sẽ nổi lên thì rất là đẹp luôn cô chú này. Nhưng mà bây giờ nó cũng tối rồi, hẹn gặp lại mọi người trong các cái video sau nhé. Ở chỗ đầu thánh giá thì hai bên đầu thánh giá đây thì có tượng, có bức tranh bằng kính Trái Tim Chúa, rất là đẹp luôn. Đây Thủy sẽ chiếu cái trần nhà thờ giáo sư Bình Sơn này, cái tùm quá đẹp luôn.
Ở bên trên thì có bức tranh một cái khung cảnh hoàng hôn và tượng chịu nạn Chúa Giêsu. Bên dưới là có bức tranh bàn tiệc ly. Hiện tại bức tranh này thì vẫn chưa có hoàn thiện. Đấy, chuông nhà thờ giáo Sinh Sơn đã rồi chuẩn bị có giờ 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 kinh. Khi mà bức tranh này hoàn thiện sẽ sơn màu, bây giờ chỉ có sơn lót thôi, chưa có sơn màu lên nên là chưa có nổi bật lên được. Bây giờ chỉ là một cái bức tranh rất là trắng vậy thôi. Khi mà sơn màu lên thì rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Bên này thì có tượng ông Thánh Vigante này. Đây là dàn cung thánh nhà thờ giáo xứ Vinh Sơn. Ở bên này thì tượng đài Đức Mẹ. Chào ông nhá. Đó. Trần nhà thờ giáo xứ Vinh Sơn thì hiện tại có hai cái quạt trần rất là lớn để phục vụ bà con đến tham dự thánh lễ cũng như là các giờ cầu nguyện. Và bây giờ thì sẽ đi xung quanh bên ngoài này, cũng như là lại khu vực chuông nhé. Trên kia trên sàn hát nhỉ, hát ở nhà thờ. Trên kia cũng có một bức tranh nhưng mà chưa có vẽ gì đâu. Để cái ô kia là chắc là vẽ bức tranh. À, lại mọi người nghe tiếng chuông ở nhà thờ rất là hay luôn. Đây là ông coi coi nhà thờ đây, hai chuông. Nào đánh hai chuông à? Ba quả luôn, ba quả chuông. Ở đây có về đếm được. Đây có ấy đây. À, này là tự động luôn. À quạt quạt, này là quạt, công tác quạt. Quạt quạt của hai quạt trần nhà thờ. Đấy, chuông à? Nhìn không? Nghe chuông rất là hay luôn. Ồ, nghe chuông hay á. Nhưng mà cái này có tự động không? Có tự động không? Chưa chưa. Hình như nhớ trước có rồi mà. Chưa chưa có tự động. Vâng. Khoảng 80 triệu là có tự động. Đây có ba quả chuông mới thắp này. Bên kia có chuông không? Chưa cả. Tương lai là các có đấy nhỉ. Hiện tại thì có gắn mỗi bên này thôi ba quả. À, vâng. À vâng. Rồi thì giờ tiếp tục đi chia sẻ cho mọi người chút nhé, cũng tối mất. Đây nhìn từ khu vực bên dưới nhà thờ này. Cũng lai rai ấy. Đây, đứng từ khu vực cuối nhà thờ nhìn phong cảnh quảng trường của giáo xứ Vinh Sơn. Bây giờ thì sẽ đi xung quanh tí nhá, chia sẻ cho mọi người một chút. Đấy, chuông nghe ra đây mới nghe mới rõ này, nghe rất là hay. Đấy, mọi người nghe tiếng chuông nhà thờ giáo Vinh Sơn này, rất là sướng tai. Kia là đài Thánh Vigante. Dạ. Dạ có quay rồi, mai nắng nắng quay kỹ hơn, bây giờ tối tranh thủ. Dạ. Đây, hình ảnh cuối nhà thờ giáo xứ Vinh Sơn này. Hiện tại thì có ba quả chuông ở bên tháp chuông bên trái này, chỗ tay thì đang chỉ đây, còn bên này thì chưa gắn chuông.
Theo mình biết thì chưa gắn nên là chỉ có bên này thôi. Nhà thờ bên ngoài thì đặt cái là ốp gạch không trát, rất là sang trọng. Sau này thì không phải sơn nhưng mà kỳ công lắm, rất là kỳ công. Giờ thì đi vòng xung quanh thánh đường ấy nhá. Đây là bờ thành này. Bờ dậu của nhà thờ Giáo Sinh Sơn thì cũng ốp những cái trụ cột để ốp bằng gạch đá thẻ này. Còn bên dưới dậu là ốp gạch không xây, không trát, xây cái gạch không trát. Cũng giống như ở cái tháp chuông nhà thờ. Đứng đây nhìn toàn cảnh nhà thờ Giáo Sinh Sơn. Quá đẹp luôn. Lúc nãy thì cũng có đã quay nhưng mà lúc đó thì không ngờ ra lại cái máy quay nó lại không lưu lại, nó bị mất cái file. Bây giờ thì quay lại thì nó hơi tối một chút, thì hẹn gặp lại mọi người trong cái video sau, thì ban ngày thì sẽ tới sớm hơn thì quay cho cô chú anh chị xem chi tiết hơn. Đây là đài Thánh Vinh Tê này, còn đây là đền, đền đền Thánh Vinh Tê. Đền thì cũng xây bằng cái gạch không trát luôn. Bên ngoài ốp đều gạch không trát luôn. Nhà thờ Giáo Sư Sơn. Sao bác có đứng ở đường? Đâu, lấy cho bác đi. Quá đẹp rồi. Nhìn nhà thờ Giáo Sư Sơn xa xa rất là nguy nga. Đây thì mọi người tới đền Thánh Viên Tê, tại vì mọi người cũng biết là đền Thánh Viên Tê cũng như là Thánh Viên Tê rất là linh thiêng, nên là rất nhiều người đến đây xin tạ ơn ông Thánh, vì ông Thánh đã ban cho biết bao nhiêu người được ơn lành. Sao con để cho bác quay cho cô chú và mọi người xem nhé, ông bà cô chú và mọi người xem nhé, con đừng hỏi nữa, bác chê trí. Bác chê trí. Đây là xin giới thiệu con tên gì? Đi. Bảo. Cái gì Bảo nhỉ? Gia Bảo à? Nguyễn Hoàng Thiên Bảo à? Nguyễn Hằng Hoàng Thiên Bảo, tên rất là sang. Nhà con ở gần ngay đây. Bây giờ thì sẽ chia sẻ bên trong đền một chút này. Hiện tại bà đang cầu nguyện đọc kinh thì Thủy ra ngoài này, thì trong thì chia trí bà, nên là thôi thì hẹn gặp lại mọi người video sau thì sẽ quay chi tiết hơn. Đây thì sẽ chia sẻ một số thông tin ở cái bảng này chia sẻ cho mọi người nhé. Đền Thánh Vinh Tê được khởi công vào ngày 1 tháng 1 năm 2018 nhằm ngày lễ Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa. Đền Thánh có hai vị, có hai hàng cột chính gồm 12 cột tượng trưng cho 12 vị thánh tông đồ. Ngoài ra đền thánh còn có một giếng nước với nguồn nước thật trong mát để ngày ngày mọi người đến cùng Thánh Vinh Tê thì được tận hưởng nguồn nước linh thiêng, nước thiêng thánh mà Thiên Chúa ban cho. Nhưng điều kỳ lạ, khu vực xung quanh không có nguồn nước ngầm, nếu có thì nước cũng rất là đục và hôi tanh. Vậy mà giếng nước đã được khơi lên giữa đền và đài. Đền Thánh được khánh thành vào ngày 28 tháng 10 năm 2018 nhân dịp tuần trầu lượt của Giáo xứ Vinh Sơn. Nhìn về quá khứ, mảnh đất nơi đây đã từng là khu sình lầy và được san lấp thành ruộng cấy lúa trồng ngô năm 2007. Trước khi giáo họ được nâng lên hàng giáo xứ, cộng đoàn giáo xứ đã xây linh đài Thánh Vinh Tê. Từ khi có linh đài Thánh Vinh Tê, mỗi ngày vào giờ kinh nguyện, mọi người đều ra khấn và xin Thánh Vinh Tê ban cho
mọi người được bình an. Vinh Sơn, ngày lễ Khánh Thành 28 tháng 10 năm 2018, Cha Xứ Đa Minh Vũ Minh Trí. Ở nơi đây là cái mảnh đất ở Tiền Hải, thì mọi người cũng biết là nó là biển bồi đắp những cái vẹt rồi những cái sình lầy của cái biển ấy, thì ở đây nó bùn rất là tanh. Nhưng đặc biệt là ở đền đây người ta đào cái giếng không một phép lạ, nên là giếng ở đây rất là trong mát và không có mùi, nên là mọi người đến đây xin ơn và lấy nước về dùng rất là nhiều. Đây giếng đây, thì sẽ đi ra khu vực bên hông này chia sẻ cho mọi người. Đây giếng nước của đền Thánh Vientiane này, ướt ướt con, rất là trong xanh luôn. Thì đầy nước, nhưng mà đặc biệt là cái giếng nước này đào lên thì thật sự rất là thơm mát và trong xanh. Mọi người đến đây lấy nước xin ơn tạ ơn ông Thánh rất là đông. Đứng từ đây thì mọi người nhìn thấy nhà thờ giáo sư Sơn này, rất tuyệt vời không? Giờ thì sẽ đi sang bên khu vực gần đầu nhà thờ này. Nhà thờ giáo sư Sơn thì mới trồng được những hàng cây này, mới trồng những hàng cây xanh này, mới trồng luôn hay sao? Thấy bắt đầu giờ đâm chồi, đâm lá ra này. Ở bên này thì có hai bức tượng hai thánh tông đồ này. Quá đẹp luôn. Thờ bên ngoài một số vẫn chưa có hoàn thiện hết cái phần sơn này. Tường hầu như là 90% là ốp gạch không tráp. Đây là nhà mục vụ của giáo sư Vinh Sơn. Nhà mục vụ của giáo sư Vinh Sơn. Còn đây là khu vực đầu nhà thờ nhé, mọi người nhìn thấy đầu nhà thờ đây. Đây là khu vực gian cùng thánh hai bên hai đầu thánh giá này. Trên này có bức tranh tượng quá đẹp luôn, sơn màu đồng. Rất là đẹp. Rất tiếc hôm nay thì lúc nãy đến sớm một chút thì quay, nhưng mà cái video nó lại không lưu lại. Tiếc quá, khi xem lại thì không thấy video đâu. Nó bị lỗi. Bây giờ thì quay lại thì nó hơi muộn một chút. Thời tiết nó hơi tối nên là cô chú anh chị cùng mọi người thông cảm. Có gì thì mai ngày mốt thì sẽ chia sẻ ban ngày thì nó kỹ hơn. Hôm nay thì quay một chút vậy để cô chú và mọi người tham khảo hình dung nhà thờ giáo sư Minh Sơn, và tiếp tục dâng lời cầu nguyện cho giáo xứ sớm hoàn thiện công trình nhà thờ giáo sư Minh Sơn nhé. Quá đẹp rồi. Công trình vĩ đại. Cha chánh xứ của giáo sư Minh Sơn là cha Đa Minh Vũ Minh Trí. Cha rất là giỏi. Đây lễ đài, trước đây đài Đức Mẹ thì ở khu vực cuối nhà thờ. Khi nhà thờ xây gần xong thì sẽ làm một cái lễ đài và rước Đức Mẹ lên khu vực trên lễ đài. Đây lễ đài cũng rất là lớn luôn,
Nhất là mùa này là mùa hoa, dâng hoa cái nước mẹ thì đàn con dưới này dâng hoa cái nước mẹ thì rất là đẹp. Có một cái sân bóng đá mini. Đây có thảm cỏ này. Rất là rộng. Này dâng hoa à? Hôm nay có dâng không? Hôm nay có dâng hoa không? Vậy là ngày mai rước về khu mấy không biết không? À, dâng hoa mà không biết là rước khu mấy à? Trên có ở khu khu 4 không? Còn khu đấy khu 2 ạ. À khu 1 khu 2 à? Của khu 2 với khu 3 nữa chứ. Áo áo này may lâu chưa? Đẹp thế, mới thế. Con cũng mới có ạ. Mà con bị loại rồi. Nó sao lại bị loại? Tại vì áo quá. Ừ? Quý. Tại con phải chịu khó con tập vào, múa nhiều vào thì đẹp thì mới. Ngày hôm kia con múa quá đẹp. Tại con một múa không phải chịu khó tập vào thì mới đẹp thì các dì, các bác, các bà thì mới cho con múa chứ con mà múa xấu ai cả không. Con múa đẹp đi. Còn múa đẹp á? Vâng, múa đẹp nhưng không được múa. Nhưng mà tại quý mà con chắc chắc dự bị thôi, mấy hôm nữa là cho múa chính. Trong năm con lại được đưa. À trẻ con ngây thơ. Đây hình ảnh nhà thờ giáo sư Sơn này, bên hông bên trái nhà thờ. Không, thông minh nhờ. Thời gian nó cũng không còn nhiều, bây giờ thì về cuối rồi thì xin kết thúc video và xin kính chúc cô chú các anh chị mãi mãi luôn luôn mạnh khỏe nhé, mọi sự bằng an, thì sẽ cố gắng trở về đây chia sẻ nhiều nhà thờ hơn nữa cho mọi người cùng xa gần cùng đón xem, nhất là người con của giáo sư Minh Sơn tiếp tục hướng về với công trình của nhà Chúa, mong công trình nhà Chúa sớm được hoàn thiện. Thì nghĩ là nhà thờ thì cũng vậy là cũng rất là ổn thôi, tại vì chỉ còn khu vực bên ngoài một mấy phần sơn thôi, còn những phần thô như là xong gần hết rồi. Bây giờ đang làm cái khuôn viên của nhà thờ. Thì mọi người tiếp tục là dâng lời cầu nguyện cho cha xứ này, các ông, các bác cũng như là ban hành giáo cùng toàn thể mọi người xây dựng nhà thờ được nhiều ơn lành, nhiều sức khỏe để phục vụ nhà Chúa. Mong công trình giáo xứ Minh Sơn sớm được hoàn thiện như lòng Chúa mong ước. Bây giờ Thủy xin tạm dừng video. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Thủy sẽ rời xa xa đây cho mọi người, cô chú và các anh chị xem kỹ hơn một lần nữa tại khu vực cuối nhà thờ. Quá đẹp luôn. Ôi, con chào cha. Vâng. Con về đếm giờ chứ ạ? Vâng. Tối quá rồi chú ơi. À, xin chào, hẹn gặp lại cô chú trong cái video sau nhé. Thì cáo lỗi vì hôm nay thì lại trục trặc mất tí nên là nó hơi muộn và quay nó hơi tối tí. Thì rất mong cô chú và cùng một toàn thể mọi người thông cảm. Có thể là bình luận cũng như là tương tác cùng với Thủy, ủng hộ Thủy bằng cách ấn nút đăng ký và chia sẻ để kênh của Thủy mỗi ngày phát triển hơn. Thì chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nhé.